Trời sao em cao đầu mà em nhắm lắm
Ủa đi chùa bắt mớ những người ăn như vậy hả? Vậy là em còn còn nhớ thương Trần thế lắm phải không em? Không. Thì em buồn lắm. Anh đi đi em trời ơi. Em nhập cửa rồi. Bùm. Cắt chiếc chuông. Bùm. Khói mở cửa. Anh đừng có hát nha. Làm quên mở cửa anh gào. Anh gào. Để anh em gào chết mẹ nha đang. Đừng hát có lớn nghe chưa? Không hát nha. Quyền vừa qua là một bắt sức chiếc trọng đã lương hồi quảng dự diễn quệ ẩn lẫn là quyền và tập thể đoàn và tôi cảm ơn các quý vị đã dành những tiếng cười thông cao bối tay quý vị. Mấy chị nam ấy 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 chị nam